Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già, rồi ngày phải lo xa, ôi thôi nghĩ suy sau mệt quá. Sẽ mãi bên chàng, dù rằng đôi khi cha hay trách con trai mong là, để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới bên ta, hạnh phúc cũng chính là quà, nào mình cũng sẽ chia tình cười hà. Mãi ở bên chàng sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong đã bước qua. May mắn sẽ lên bên con, dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Ủa, sếp Tài, có chuyện gì hả? Cậu Tùng, cậu thấy Vi đâu không? Ủa, hôm nay Vi đi làm mà. Đi làm đâu đi làm, công ty bận trăm công nghìn việc, vậy mà tôi không thấy mặt mũi của Vi đâu hết, vậy là sao ta? Ủa, gì kỳ vậy? Sếp đợi chút xíu. Bội quá. Không lẽ giờ giàu quá không thèm đi làm hay sao? Không phải mà sếp bình tĩnh đi, sếp đợi em chút xíu. Alo. Alo. Ủa sao không bắt máy vậy ta? Kỳ vậy? Sao vậy? Liên lạc được không? Không có liên lạc được với Vi. Alo chú Đức hả? Dạ con là Tùng nè chú Đức ơi, chú Đức cho con hỏi Vi có nhà không vậy chú Đức? À không, chú đừng có lo lắng quá, không sao hết đó, tại vì ở bên công ty người ta cần gặp Vi để mà có việc thôi. Dạ. Đi từ hôm qua tới giờ không về nhà, mà bây giờ sáng nay liên lạc không được, không biết đi đâu luôn. Có khi nào Vi bị bắt cóc không ta? À không, tôi... cái này là tôi suy diễn thôi, chứ tôi không khẳng định 100% nha. Không, không chừng Vi bị bắt cóc. Lần cuối cùng gặp Vi là đi tới nhà của thằng Bảo. Bảo nào? Bảo là ai? Bảo là người yêu của Vi hả? Người yêu của Vi là em nè. Không được rồi, sếp coi nhà giùm em phải chạy qua nhà thằng Bảo. Ừ. Ủa, cậu Tông, mèn ơi, công ty bận trăm công nghìn việc, cậu bỏ đi đâu vậy? Rồi mình tôi sao giải quyết hết? Cậu Tông. Anh Bảo ơi, anh Bảo. Ơi, ai vậy? Là tôi nè anh. Chào anh. Cái gì nữa vậy? Tôi tới để hỏi thăm giùm là Vi có quay lại đây không vậy anh? Vi là đứa nào? Vi là cô bé mà hôm qua đi chung với tôi á. Tôi không biết. Mà mắc mớ gì nó kiếm tôi làm chi? Ờ ha. Chắc là không quay lại đây ha anh. Không có ai kiếm hết trơn á. Về đi. Chào anh. Bội. Tại sao cậu không báo công an đi? Trời ơi anh ơi, nếu báo công an được thì em báo rồi, cái này mình chỉ nghi ngờ thôi, mình đâu có bằng chứng gì đâu mà sao báo công an được anh? Báo cho chú Đức, ba Vi. Sao được? Trời ơi, chú Đức là cái loa phóng thanh của cái phường này luôn á. Chú Đức mà biết là nguyên cái chung cư này biết, mà chung cư này biết rồi là bức dây động rừng. Lỡ như Vi bị bắt cóc thiệt rồi sao? Và ảnh hưởng tính mạng của Vi. Bây giờ em nói sếp nghe nè, cái chuyện này á, càng ít người biết càng tốt thì Vi mới an toàn. Đúng. Càng ít người biết càng tốt. Em mới an toàn thôi. Đúng rồi. Chính xác. Em hả? Anh nè, Vi bị mất tích rồi. Trời đất ơi. Không được. Tôi phải tập trung tất cả hội phụ nữ, tất cả dân cư ở đây. Tôi sẽ tổ chức họp báo, mời tất cả báo chí loan tin rằng có một cư dân ở đây bị mất tích. Cái gì vậy bà nụ? Bà rắn quá vậy. Đã nói cái chuyện này là càng ít vừa biết càng tốt, tại sao bây giờ lo thêm bà nụ nữa? Không phải lúc đó anh mong muốn chia sẻ, mong muốn nhiều người biết để giúp cho. Thôi em nói bây giờ càng ít vừa biết bây giờ nè, nghe lời em, hai người làm ơn, ba người mình biết thôi, tìm kế hoạch để giải cứu cho Vi, mình phải biết chính xác là Vi bị bắt cóc hay không. Ê, tôi biết rồi. Chuyện gì? Báo công an. Nữa? Sao hai người giống nhau quá vậy, hở chút báo công an. Sao làm phiền mấy anh công an vậy? Người ta làm công an khi mà loan báo chuyện gì đó phải có tang chứng, vật chứng, có bằng chứng hẳn hoi.
cứ thông báo là được sao được. Bây giờ vậy nè, sao? Bây giờ sẵn như là chị Nụ biết, bây giờ nè Nụ ơi làm ơn giúp tôi nha chị Nụ. Chị tới nhà thằng Bảo đi, chị phải đột nhập vô nhà thằng Bảo. Ủa sao, sao lại là tôi? Trời ơi, thằng Bảo nó tin tưởng chị nhất. Ủa sao tin tưởng tôi? Thì cái đầm búp bê đó, nó làm cái đầm búp bê nó tặng cho chị đâu. Hả? Nụ. Hả? Nụ nhận quà của thằng Bảo. Nụ nhận đầm búp bê của thằng Bảo. Vậy là Nụ và thằng Bảo gian díu nhau à? Tào lao. Nụ và thằng Bảo đã ngủ với nhau ư? Thôi đi. Tào lao. Ơi, sếp ơi là sếp. Trời ơi, giờ này còn ghen tuông cái gì nữa. Ý của tôi là mình phải vận dụng trí não, giống như là xài binh pháp ngày xưa vậy đó. Phải vào hang cọp mới bắt được con cọp con. Là tôi phải hy sinh? Không phải là hy sinh, có nghĩa là bây giờ thằng Bảo nó chỉ tin tưởng mình chị à. Nó nói chuyện với chị với nó có một cái sợi dây đồng cảm, thì hai người mới tới nói chuyện với nhau. Thì nói chung là tôi chui vô hang cọp rồi cứu một cư dân cũng được đi. Nhưng mà tôi... Chị sợ cái gì? Nụ sợ cái gì? Nụ nói ra đi. Tôi sợ... Sợ ông Bảo ông làm gì tôi thì sao? Tại vì tôi vẫn còn là con gái. Nụ yên tâm đi, có gì Tài sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của Nụ. Ủa cái gì vậy? Cái gì căng thẳng vậy? Bộ vô rồi thằng Bảo nó ngắt Nụ hay sao mà sợ cái gì mà chịu trách nhiệm về tào lao vậy? Thì đó, cái chuyện nó bình thường mà. Giờ chị vô chị làm bộ chị nói chuyện với nó, chị đi vòng trong nhà nó coi con Vi có trong đó hay không. Nụ yên tâm đi, nếu thằng Bảo nó có ăn ốc, Tài sẵn sàng đổ vợ. Tài cao thượng mà. Tài à! Sao vậy? Đẹp quá phải không? Ai đây? Không nhớ hả? Nhớ rồi, nhớ rồi. Con của cái chị gì là làm bên hội phụ nữ đúng không? Không phải. Bả. Làm gì bữa nay ăn mặc gì kỳ cục vậy trời? Mà đặt gắn đôi cánh nữa. Cái này là đôi cánh mới chấm chiếm. Chấm chiếm hả? Nụ hồng chấm nở hả? Rảnh không? Đi về đi. Đứng đây hồi tôi ngắt nụ cho khỏi nở luôn đó. Kiếm ai? Thì Kiếm Bảo cho Kiếm Mai. Mắc gì kiếm tôi? Thì lâu quá không gặp nhớ. Nhớ hả? Ừ. Xin lỗi nha, không rảnh. Bây giờ kiếm ai? Thì kiếm mấy đứa nhỏ. Tại vì bữa giờ chung cư không có tụi nó. Nhớ quá. Tôi biết ngay là kiếm tụi nhỏ mà. Mà tụi nhỏ đi học rồi, không có nhà đâu. Bữa nào rảnh ghé thăm nha. Đang hè mà. Thì tụi nó đi học hè, nít giờ thiếu gì để học. Thôi về đi. Ê, quay. Gì nữa? Thì cho Nụ vô trong nhà đi. Nụ chờ tụi nhỏ ra. Nè, tôi nói cho cô biết, trong nhà không có ai hết trơn á. Bữa nào rảnh rồi ghé thăm tụi nhỏ sao? Bây giờ đi về đi. Ê, Quan. Nói là không có ai nhà hết trơn, đi về đi. Đàn ông gì mà hung dữ quá à. Đàn ông đàn ăn gì, tôi nói là không có ai nhà. Bây giờ đi về không? Ê, nói nghe nè, với người phụ nữ đẹp như tôi đừng có hung dữ vậy đi. Ôi. Gì vậy? Đây nhìn đàn ông lắm nha. Chứ bình thường đàn gì? Thì cũng đàn ông, nhưng mà hôm nay đàn ông hơn. Tôi nói rồi, không có ai ở nhà. Mời cô đi về giùm cho. Đi lẹ đi. Ê, gì nữa vậy? À, chết rồi. Sao vậy? Cô làm cái gì vậy? Làm ơn tự trọng giùm. Phải, tại em... Sao? Hồi sáng ăn nguyên trái sầu riêng bây giờ. À, đau bụng cần giải quyết đúng không? Ừ. Nè, tôi chỉ cho cô. Đi ra đầu hẻm cách 50m, có cái lùm đó, vô đó tự giải quyết. Ok. Đàn ông gì kỳ quá à. Phụ nữ đẹp vậy bắt người ta vô lùm, coi sao được. Tôi chưa bắt cô làm giữa đường là mai rồi đó. Về đi. Không được. Nè, tôi nói rồi. Cho vô nhà đi. Nè. Đau quá. Cô làm gì vậy? Đây, nè. Mẹ này tính làm gì nữa vậy trời? Nè! Xong chưa? Chưa! Làm gì mà lâu vậy? Ăn
ăn sầu riêng, đã nói ăn sầu riêng rồi, ăn nguyên một trái lận. Sầu riêng gì mà bực bội. Nè nhanh đi, tôi không có thời gian đâu. Rồi từ từ đợi chút đi. Ai nói nghe nè. Gì nữa? Anh cứ đi đâu đi đi, để nhà tôi coi cho. Thật ơi, nhà tôi mở đâu vô đây mà đòi coi nhà tôi. Nè đi lẹ đi, tôi còn đi công việc nữa. Tôi đợi chút đi. Ơi thiệt tình. Lẹ đi. Từ từ. Trời ơi, khó đi lắm, anh đi chỗ khác giùm đi. Trời ơi. Có ai ngoài không? Kỳ vậy ta, sao giờ này nụ chưa về nữa? Không biết có chuyện gì xảy ra với nụ không nữa. Cậu sao vậy? Cậu sao vậy? Dạ. Cậu dứng dứng như vậy được à? Cậu có biết nụ đi đâu? Nụ đi cứu con của cậu. Thái độ cậu vậy đó. Sếp bình tĩnh sếp. Đây quán cà phê la sùm khách khứa, anh ta nhìn vô kỳ lắm sếp. Nhìn gì? Nhìn gì? Quán nhắn quen có ai đâu mà nhìn hả? Bình tĩnh cái gì? Trong lúc dầu sâu lửa bỏng vậy, cậu biểu tôi bình tĩnh là bình tĩnh cái gì? Trời ơi, cái gì kỳ vậy trời? Vợ tôi bỏ tôi đi, tôi cô đơn. Thì biết rồi. Cậu biết không? Tôi biết. Nụ khoảng lắm tâm hồn tôi. Thì khoảng lắm tâm hồn là em biết rồi. Mà sao tự nhiên tấn thì em hoài vậy? Cái chuyện là sếp quan tâm với nụ, em cũng quan tâm với lại. Mà tôi lo cho nụ. Đâu rồi? Lo nhưng mà mình phải bình tĩnh chứ. Bình tĩnh cái gì? Giờ phút này cậu biểu tôi bình tĩnh hả? Nhưng mà sếp phải bình tĩnh. Thay vì đứng la, bây giờ mình nghĩ cách gì đó đi. Cách gì? Cách gì thì sếp phải tự nghĩ chứ. Bây giờ cậu phải tìm cách gì, cậu giúp nụ đi chứ. Phải đi giải cứu cho nụ chứ. Nụ là người yêu của ai? Người yêu của ai thì người đó phải tự nghĩ cách chứ. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Thì sếp nghĩ đi. Em cũng đang nghĩ cách gì đó cứu con em mà. À, có cách rồi. Na 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 na. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.